Dạ xin được kính chào quý ông bà, cô bác, cô, chú, anh chị, các bạn cùng trở lại với kênh YouTube Lang Thang Nha Trang. Kính thưa quý vị, hôm nay tiếp tục là một video em sẽ đi lang thang trên các ngã đường ở thành phố Nha Trang. Và trong video này em đang đứng ngay trên một cái góc đường mà phải nói rất quen thuộc của đối với những cô chú, ông bà của ngày xưa. Em đang đứng trước ngôi trường Lê Quý Đôn của ngày xưa đây, thưa quý vị. Và hôm nay thì Nha Trang đang có những cơn mưa lất phất bay, một cơn mưa giải nhiệt của mùa hè. Và chính ngay tại thời điểm này cũng em vừa mới sưu tầm được những tấm ảnh cũ của ngày xưa về con đường Tô Hiến Thành. Em xin phép được chia sẻ đến quý vị những hình ảnh quen thuộc của ngày xưa, những con đường của ngày nào quý vị đã đi hàng ngày, đã đi học. Cho phép em được bắt đầu một video ngày hôm nay với một đoạn bài hát. Kính thưa quý vị, em tan trường về đường mưa nho nhỏ, em tan trường về đường mưa nho nhỏ, ôm nghiêng tập vở, tóc dài tà áo vờn bay, em đi dịu dàng bờ vai em nhỏ. Dạ kính thưa quý vị, đó là một lời của bài hát ngày xưa Hoàng Thị, đã được những cô ca sĩ, những anh ca sĩ ngày xưa thể hiện rất là hay và xuất sắc. Thì hôm nay em đang đứng trên góc đường này với một buổi chiều mưa, và chúng ngay giờ sắp sửa tan trường của ngôi trường tiểu học Tân Lập 1. Ngày xưa ngôi trường này là trường bán công Lê Quý Đôn, là một ngôi trường có thể giúp cho những cô chú học sinh nghèo có thể tiếp tục học tập trên cái con đường học vấn, con đường giáo dục của trước năm 1975. Và bây giờ em xin phép được mời quý vị xem lại những tấm ảnh xưa cũ của ngày xưa ngay chính trên đoạn đường này. Dạ xin mời quý vị. Ngày xưa đường Tô Hiến Thành theo cái hiện trạng từ những tấm ảnh là một con đường đất và một cái hàng rào của ngôi trường phải nói là rất là cao và rộng. Quý vị đã quan sát được những cô bé, cậu bé đang rong chơi trên tuyến đường này, và một cô đang đạp xe đạp với những chiếc xe quân sự của thời bấy giờ đó quý vị. Hôm nay là giờ tan trường vào một buổi chiều mưa, cho nên phụ huynh được vào ở trong trường đón con em của mình. Và đây là góc ngã ba đường Tô Hiến Thành và đường Lê Quý Đôn, một ngã đi quen thuộc của những cô chú thời xưa. Đường Lê Quý Đôn đây thưa quý vị. Bây giờ thì mưa càng ngày càng nặng hạt rồi. Một cơn mưa giải quyết được một cái nắng nóng của mùa hè. Và em đang đi lang thang với một manh áo cũng ướt nhẹp, tắm mưa.
ngại gì không tắm mưa thưa quý vị, rất là mát. Đây là đoạn đường Tô Hiến Thành. Không biết những cô chú đã từng là học sinh trường Lê Quý Đôn này có nhận ra được những cái khung ảnh của ngày xưa hay không. Bờ tường rào, và tiếp theo em xin phép mời quý vị đi cùng em qua một góc đường Nguyễn Trung Trực. Đường Nguyễn Trung Trực cũng là một con đường dẫn đến ngôi chợ Xóm Mới. Ngay góc đường này thưa quý vị, góc đường ngã ba Tô Hiến Thành và Nguyễn Trung Trực, hiện nay thì có một quán cà phê mang tên An, một quán An với một kiến trúc rất là độc đáo và hoài cổ, cho nên thu hút được rất nhiều những khách đến với quán này. Ở đây quán có đến 3 chi nhánh lận thưa quý vị, chi nhánh trên đường Tô Hiến Thành và Nguyễn Trung Trực. Như clip trước em cũng đã thông tin đến quý vị là tại thành phố Nha Trang có rất nhiều những cây hoa dầu rái thưa quý vị. Vào những ngày có dông, có gió mạnh thì những cái hoa này nó sẽ rơi và tạo thành một cái vòng xoay rất là đẹp. Mùa này thì đi đâu trên các tuyến đường tại thành phố Nha Trang đều thấy những cái hoa dầu rái vung vãi khắp các mặt đường. Một cái cảnh phải nói là rất là đẹp của thành phố. Đây là đường Nguyễn Trung Trực thưa quý vị. Và chính ngay trên đường Nguyễn Trung Trực này, em xin phép mời quý vị xem lại một tấm ảnh ngày xưa của đường Nguyễn Trung Trực giao với lại đường Nguyễn Hoàng. Và xin mời quý vị. Bên cạnh quán cà phê An là một cái khu có nhiều cái căn nhà xưa. Đây là một căn biệt thự cổ từ thời Pháp còn sót lại trên đường Nguyễn Trung Trực này. Ở đây rất nhiều những xe hơi họ đậu, cho nên nhiều nhà dán cái tấm bảng là không đậu xe trước cổng. Ngày xưa thì có một bác, bây giờ cũng ngoài 80 rồi thưa quý vị. Nhà của bác là ngay số 12 Nguyễn Trung Trực. Em xin phép đưa bác về một cái vị trí cũ của năm xưa để bác có thể nhìn ngắm con phố này. 12 Nguyễn Trung Trực bây giờ là một cái hotel Gold Coast thưa quý vị, nằm ngay góc ngã tư đường Nguyễn Trung Trực và Trần Nguyên Hãn. Hướng bên kia là đi về đường Nguyễn Hoàng, còn hướng bên này là đi về đường Lê Quý Đôn. Có một chị cũng hay coi kênh Lang Thang Nha Trang, chị Thiên Mỹ Hà, chị cũng nhà ở trên đường Lê Quý Đôn này, cũng mong muốn là coi lại được cảnh chợ Xóm Mới góc ngã tư đường Lê Quý Đôn, Trần Nguyên Hãn. Thì nhân tiện đây em xin mời chị hãy cùng em đi lang thang dưới mưa để nhìn ngắm lại đường phố Nha Trang của mình. Một cơn mưa giải quyết được rất nhiều vấn đề khi mùa hè nóng nực đã kéo dài mấy tuần vừa qua. Tuy nhiên thì tạo ra một cái cảnh tượng buôn bán cũng ế ẩm trong chiều nay thưa quý vị. Ngoài đường thì cũng ít người qua lại.
chợ xóm mới. Và kính thưa quý vị, có một câu chuyện buồn khi em đã từng thực hiện một video tìm một cô gái ở trên đường này giúp những bác 90 mấy tuổi đó quý vị. Thì có một chú cũng gửi cho em một cái thông tin, đó là có thể người mà em tìm kiếm đó là chị của chú. Chị của chú cũng trùng tên với lại người mà em đã tìm kiếm đó. Thì tuy nhiên thì chị của chú đã không may mất sớm, mất từ năm 1960 mấy rồi, với căn bệnh tim. Thì năm đó chú có kể là cô ấy bệnh tim cũng rất nhiều năm, từ bệnh tim bẩm sinh đó quý vị. Thì nằm rất nhiều lần ở bên quân y Nguyễn Huệ, sau đó về Sài Gòn để mà điều trị. Tuy nhiên thì cũng không thành công. Và cô ấy ra đi mãi mãi ở tuổi 18. Đây là đường Huỳnh Thúc Kháng thưa quý vị. Em sẽ một vòng qua đường Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế, rồi về lại đường Võ Chứ. Đường Võ Chứ là đường Nguyễn Trãi của ngày xưa. Đây là căn nhà xưa số 137 Huỳnh Thúc Kháng, gửi đến bác cùng xem lại hình ảnh về ngôi nhà thân yêu của mình. Trước đây em cũng đã có một video tìm anh nhớ trên chợ xóm mới, thì nhà của anh cũng cách đây mấy căn thôi. Đường Ngô Đức Kế đây thưa quý vị. Góc này thì buổi sáng bà con họp chợ cũng nhiều, tuy nhiên buổi chiều thì hầu như là không có ai. Trời mưa càng ngày càng lớn rồi thưa quý vị. Em không dám đi tiếp, sợ ướt hư thiết bị. Dạ kính thưa quý vị, mưa càng ngày càng lớn. Em thì cũng không có dám đi tiếp, sợ nó ướt, nó cháy cái cây gimbal này. Cháy thì không có gì để mà đi ngoài đường quay tiếp đúng không quý vị. Đang núp mưa ở trong một cái sạp bán trái cây. Mưa quá thì bây giờ cũng bà chị chủ quán cũng đang dọn hàng về nghỉ. Chợ thì bán cũng ế ẩm, mà mưa như thế này nữa thì cũng ít bà con đi đi chợ mua đồ, họ là cũng làm biếng lắm vậy. Năm nữa mời thì mùa hè mới có một cơn mưa giải nhiệt, em nãy giờ cũng đi tắm mưa đó quý vị, rất là vui, rất là thoải mái, rất là mát. Dạ tuy nhiên thì mưa lớn rồi không dám đi tiếp, chợ đã cháy mấy cái cây thiết bị này. Mua đầu mùa đó. Đây
bao nhiêu tỷ anh? Cảm ơn luôn á chị. Nóng quá mà. Mưa này bà con Nha Trang mừng lắm nè. Chắc chắn luôn. Mưa đây này em mừng nhất nè. Cái cốc của em nó đầy hết rồi. Giờ nó đau luôn á. Đây là góc ngã tư đường Võ Chứ và Ngô Đức Kế. Võ Chứ ngày xưa là đường Nguyễn Trãi thưa quý vị. Mưa quá tay luôn. Nay cơn mưa này giải quyết được rất nhiều vấn đề ha, mát mẻ. Nóng quá chịu không nổi cô. Nóng quá chịu không nổi luôn. Dạ. Bữa giờ mình bán được không cô? Bán ế ha. Bây giờ mà đã mất việc gì quá. Cái đang nấu canh chua ha. Cái này mình kêu là bạc hà đúng không con? Bạc hà còn người Bắc kêu là dọc mùng hả? Góc đây cũng nhiều bà con bán cá đang ngồi không đây thưa quý vị. Chợ sớm mới cũng vắng người. Bây giờ là tầm 4 giờ rưỡi chiều. Đáng lý ra giờ này thì rất nhiều người tập trung về đây để mà mua đồ, mua chợ chiều về nấu ăn tối đó.
mưa nặng hạt không ngớt luôn thưa quý vị. Góc ngã tư đường Nguyễn Trãi và đường Trần Nguyên Hãn. 80 chị. 80 luôn hả? Bữa giờ bán bánh mì được không? Được không, còn bánh nhỏ. Nay có cơm chiều rồi không mua bánh mì được. Mà chị bán bánh mì mà em hay mua ở góc đường này thưa quý vị. Lâu lắm mới thấy ha. Bữa giờ bán bà con bên đây bán ổn không? Hơi bất ổn ha. Hơi bất ổn xíu à. Bữa giờ nóng được quá, cơn mưa này phải nói là đã ha. Đã không? Quá đã luôn. Quá dữ dội luôn. Mưa nó đẹp chứ. Quý vị thấy căn nhà phía xa xa kia. Đó là ngôi trường Diêu Xe Nghĩa Thục của ngày xưa đó. Bây giờ đó là trường tiểu học Tân Lập 2. Ở trên địa bàn này có hai ngôi trường. Vừa rồi đầu video em quay đó là trường tiểu học Tân Lập 1. Rồi ngay trên trục đường Trần Nguyên Hãn có giao với lại đường Bạch Đằng và ngôi trường Tân Lập 2 đó quý vị. Thời gian thì càng trôi đi, mưa thì cũng không có dấu hiệu ngớt. Và trời thì cũng đã tối dần rồi thưa quý vị. Dạ thưa quý vị, một cơn mưa giải quyết được rất nhiều vấn đề trong ngày hôm nay và có thể là những ngày tiếp theo. Vì thời tiết tại Nha Trang những ngày này thì rất là nóng, nhiệt độ từ 36 đến 40 độ C, nhiều khi ở trong nhà thôi mà thời tiết vẫn là 36 độ, rất là nóng. Một cơn mưa như thế này giúp cho bà con mình giải nhiệt, giúp cho những mái tôn của những căn nhà được mát hơn rất nhiều. Và chia sẻ đến quý vị một quang cảnh Nha Trang vào một buổi chiều mưa, đường Tô Hiến Thành với những hình ảnh xưa cũ, đường Lê Quý Đôn, đường Nguyễn Trung Trực và đặc biệt là ngay ngã ba có ngôi trường Lê Quý Đôn. Những hình ảnh đầy hồi niệm gửi đến cô chú anh chị, quý ông bà, cô bác. Đến đây em xin kết thúc video này. Rất cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với em, cho em những lượt like, những lượt đăng ký kênh. Em xin cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Chào tạm biệt ạ. Trân trọng.